Thưa quý vị, Đà Nẵng sẽ triển khai công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới, nhưng trên tinh thần tiếp tục siết chặt các biện pháp đã và đang thực hiện. Đó là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các quận, huyện, sở ngành vào cuối giờ chiều qua, ngày 22 tháng 9. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, khi phát hiện các F0 mới, các địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và kiểm soát F1 và các F liên quan, nhờ đó cơ bản khống chế được tình hình dịch bệnh tại ổ dịch mới phát sinh. Trao đổi tại cuộc họp, các địa phương cũng cho biết công tác tiêm chủng vẫn đang đạt tiến độ được giao. Công tác kiểm tra, xử phạt các quy định phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ. Nhiều ý kiến cũng đề nghị siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các chốt cửa ngõ thành phố, xây dựng phương án chặt chẽ trong trường hợp mở cửa lại các chợ đầu mối trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực chống dịch tại ba địa phương Hòa Vang, Ninh Chiểu và Hải Châu. Đồng thời cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp thường kỳ thông qua một số chính sách hỗ trợ mới. Vì vậy, các đơn vị địa phương phải kiểm tra rà soát toàn bộ số hộ để đảm bảo việc hỗ trợ đúng, đủ và kịp thời. Về các giải pháp phòng chống dịch sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý. Thì chúng tôi sẽ sớm có chỉ đạo sớm về các địa phương, nhưng mà trên tinh thần là dù có biện pháp nào đi nữa, thì các địa phương chúng ta cũng hoàn toàn chủ động và triển khai các biện pháp mà trước đây chúng ta đã làm có hiệu quả. Nên chúng tôi không nhắc lại, dù cái phương án nào đi nữa, thì cái tính chủ động và tính quyết liệt của các địa phương là luôn luôn để đặt lên hàng đầu. Chứ còn không có thay đổi gì về mặt biện pháp đâu. Cho đồng chí là lưu tâm chỗ đó để mà chúng ta chủ động triển khai trong thời gian đấy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết, từ hôm nay ngày 23 tháng 9, các địa phương sẽ bắt đầu lại kế hoạch xét nghiệm 50% hộ gia đình. Ngành y tế phải đảm bảo an toàn chống dịch tại các địa điểm lấy mẫu này. Dựa trên tình hình thực tế, Sở Công Thương Đà Nẵng cũng vừa đề xuất mở lại chợ đầu mối Hòa Cường vào cuối tháng 9 này. Theo đó, trong thời gian đầu mở bán, chợ đầu mối Hòa Cường chủ yếu trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa, chỉ mở lại khu bán hàng sỉ. Dự kiến chợ sẽ cho phép 10 hộ tham gia buôn bán tại đây, đồng thời tổ chức kiểm soát người ra vào đảm bảo công tác phòng chống dịch.